Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật, và bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng Chủ nhật chúng ta vẫn có chương trình Vô Đề, tức là tương tự như là sáng thứ bảy, đề tài được mở rộng hơn. Mong là ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài khá là thú vị giống như ngày hôm qua. Và trước khi đi vào các đề tài, vẫn nhắc lại với quý vị cái channel của Phượng Mai Official. Mấy ngày nay quý vị đã vào khá đông, và hy vọng rằng quý vị tiếp tục vào ủng hộ cho anh chị em nghệ sĩ. Ở trên đó, trên màn hình quý vị đã nhìn thấy cái logo, và bấm vào cái logo đó thì sẽ có cái channel của Phượng Mai. Mong là quý vị qua bên đó ủng hộ cho anh chị em nghệ sĩ thật đông đảo, để các anh chị em nghệ sĩ có được cái tinh thần tiếp tục có những cái sản phẩm để gửi đến quý vị. Đặc biệt là tuần tới thì cá nhân tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với lại nhà văn, nhà báo và nhà sử học Phạm Trần Anh về những cuốn sách lịch sử của anh, và chắc chắn quý vị sẽ có những điều rất là thú vị. Bên cạnh đó thì nữ danh ca Thanh Lan cũng sẽ có cuốn hồi ký của chị sắp được cho ra mắt vào tháng 8. Và chúng tôi cũng sẽ phỏng vấn với lại đoàn vũ Nghê Thường Sen Yun, một trong những đoàn vũ Nghê Thường của Pháp Luân Đại Pháp, tức là Pháp Luân Công, những em múa và rất là đẹp. Và chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn vào tuần tới. Mong là quý vị sẽ đón xem bên Phượng Mai Official. Đó là cái thông báo của Phong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào trong cái phần mà đọc comment của quý vị, và để có được những cái ý kiến. Và nhớ là cố gắng mình tránh cái thời sự đi, tại vì mỗi tuần trong từ thứ hai tới thứ sáu, trong cái chương trình mà thời sự mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu đó quý vị, cái chương trình tin tổng hợp buổi sáng, chúng ta tập trung rất nhiều vào thời sự. Do đó cuối tuần là cái sân tự do dành cho những cái đề tài khác, để quý vị có thể thảo luận tới những đề tài khác, để khán giả có nhiều cái góc nhìn hơn về xã hội mình đang sống nha. Rồi, sao anh không làm sự việc nữa anh, thêm kiến thức cho thêm chủ đề. Tôi đang sắp xếp và nó sẽ nằm ở bên chương trình của Phượng Mai Official. Tại vì chương trình đó thì có một số những cái nhu cầu, thì tôi có nói chuyện với lại anh Phạm Trần Anh, hy vọng rằng từ những tác phẩm lịch sử của anh thì Phượng Mai và một số anh chị em nghệ sĩ sẽ cố gắng thực hiện lại bằng hình ảnh thay vì là đọc. Thì chúng tôi sẽ có thêm hình ảnh để cho quý vị có thể nhìn và hiểu rõ hơn những cái giai đoạn lịch sử. Đặc biệt hôm rồi tôi ngồi nói chuyện với lại anh Phạm Trần Anh. Quý vị, xưa nay chúng ta xem cái những cái thuyết mà chúng ta xem là huyền sử, ví dụ như là cái tích về Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay là cái câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, thì quý vị chúng ta xem là huyền sử. Nhưng trong cái phần nghiên cứu của anh Phạm Trần Anh thì nó chưa chắc là huyền sử, bởi vì nó có liên can tới cái trái đất của chúng ta. Ví dụ như câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh thì nó bắt nguồn từ cái câu chuyện của trái đất chúng ta đã từng bị một cơn đại hồng thủy cách đây 8.000 năm. Thì cái câu chuyện truyền thuyết của Sơn Tinh Thủy Tinh nó liên can tới cái đại hồng thủy. Vậy như vậy, và như vậy có thiệt hay không? Và lúc đó quý vị còn nhớ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, những cái câu nói đó không quý vị? Là những cái loài thú mà ngày xưa nó còn tồn tại trước khi có cơn đại hồng thủy. Thì chúng ta phải đặt ngược lại câu chuyện đó, thật sự nó phản ảnh một phần nào về cuộc sống của con người trên trái đất 8.000 năm trước, hay là sau cái đại hồng thủy đó là những cái câu chuyện rất hay, hay là cái tích của Lạc Long Quân vào cơ. Cái này tôi để cho anh Phạm Trần Anh sẽ nói cho quý vị. Nhưng mà có những cái chi tiết mà khi chúng ta đào lại cái lịch sử bằng những tài liệu, bằng những cái câu, bằng những cái tài liệu và bằng những cái gì đó mà nó đã có đó, thì chúng ta sẽ thấy được có nhiều điểm hay lắm đối với lại và liên quan tới cái dân tộc Việt của chúng ta luôn nha. Rồi tiếp tục. Từ lớp 1 đến đại học toàn học Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lê, không cho học anh hùng lịch sử dân tộc, học sinh Việt Nam y như cái robot lập trình. Thì tôi nói với quý vị là không nên cho con em tới trường học là như vậy. Bởi vì Đảng Cộng sản không phải người Việt Nam. Họ chỉ nói tiếng Việt thôi. Họ giảng dạy lịch sử của Đảng Cộng sản thôi.
họ ít giảng dạy tới lịch sử của dân tộc Việt Nam là như vậy nha. Rồi tiếp tục, theo chủ quan của anh như thế nào khi người ở Việt Nam nói có người nói còn đảng không sai, sai là cá nhân chứ không liên quan tới đảng, thì cái đó là cách nói biện minh của đảng viên. Cho nên tất cả những tên nào mà sai phạm nó trục xuất ra khỏi đảng thì đâu còn là đảng nữa, thì đảng nó đâu có sai đâu, đối với nó đảng đâu có sai đâu, thì ở đâu ra đảng vậy, con người tạo lên đảng hay đảng nó tự có vậy? Câu trả lời đã trả lời cho quý vị rồi, cái đảng nó tự có hay là con người tạo nên cái đảng đó, bây giờ nó đổ thừa qua con người cá nhân nha. Rồi tiếp tục, ok tiếp tục, wow, rồi lướt qua những cái chào hỏi quý vị. Mô hình mà nước liên bang giữa Mỹ và Đức có khác với nhau không? Trên nguyên tắc thì họ không khác lắm, có điều là ở cái luật lệ thì nó khác. Ví dụ như ở Đức thì họ chung một cái luật lệ của chính quyền liên bang, họ ít có những cái sự phân biệt về luật lệ ở từng tiểu bang giống như Mỹ. Mỹ thì cái tinh thần độc lập nó cao hơn, do đó thì có thể là mỗi tiểu bang có luật lệ riêng của họ. Còn ở Đức thì nó cũng phân ra từng tiểu bang, nhưng mà các tiểu bang đó đều chịu chung cái luật của liên bang thì nó khác, có thể là như vậy. Tại vì tôi không ở bên Đức nên cho nên tôi không có biết rằng là cái cách phân phối về pháp lý như thế nào ở bên Đức. Còn ở bên Mỹ đó, thì nó rõ ràng là tiểu bang có luật của tiểu bang và chính quyền liên bang có luật của chính quyền liên bang. Người đứng đầu của một tiểu bang giống như là người đứng đầu của một nước nhỏ vậy. Tức là nước Mỹ nó là tiểu bang nhưng là nó là những cái nước nhỏ gom lại thành một nước lớn. Còn ở bên Đức thì tôi không biết là họ có cho phép những cái tỉnh, những cái tiểu bang đó họ được ban hành những cái luật lệ riêng hay không nha. Rồi tiếp tục. Wow, ok. Chào chú, vậy văn hóa Trung Hoa là văn hóa pha trộn hả chú? Yes. Đó là cái lời mà tôi nói chuyện với lại anh Phạm Trần Anh, và ảnh có những cái nghiên cứu rất là hay. Ví dụ văn hóa Hán tộc thật sự họ chỉ có một thiểu số nằm ở phía bắc của Trung Quốc thôi, còn hầu hết là họ đi thu tóm những dân tộc khác rồi họ biến văn hóa của những dân tộc đó thành văn hóa của Trung Hoa. Thì quý vị, đó là một trong những cái điểm mà anh Phạm Trần Anh đã viết ra, và anh đã ngồi hai anh em với nga với ngồi với nhau hôm thứ sáu uống vài ly rượu, thì anh có cho tôi tiết lộ cho tôi khá nhiều câu chuyện rất là hứng thú, thì hy vọng rằng quý vị sẽ đón xem trong cái cuộc phỏng vấn của tôi với anh Phạm Trần Anh để quý vị hiểu rõ thêm nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua. Chú cho con hỏi, ông Nguyễn Hồng Phúc 94 tuổi, nhân chứng sống kể lại cuộc sống miền Bắc dưới thời Hồ Chí Minh cai trị và cuộc di cư năm 1954 của người Bắc vào Nam. Tôi chưa có đọc cái này cho nên tôi cũng không biết ông ta kể cái gì nữa. Và hôm nay lần đầu tiên tôi biết được tên của ông ta luôn, cho nên tôi cũng không có để ý tới cái ông này nha. Rồi, thời điểm nào phỏng vấn đi du lịch Mỹ, Âu Châu để được đậu? Cảm ơn anh. Chả có thời điểm nào cả. Tuy nhiên, theo tôi biết về quy tắc của Tổng lãnh sự quán, tức là mỗi một năm như vậy họ có quota số lượng, thì thông thường đầu năm nó khó khăn hơn, nhưng mà cuối năm thì nó xả cảng, tức là nó cho đủ quota thì nó dễ giải hơn. Nên thường thường là cái quy tắc của bên của các cái văn phòng lãnh sự quán là như vậy, tức là họ không muốn đến giữa năm cái là họ không thể cấp visa được nữa nếu mà họ cho quá nhiều. Cho nên đầu năm họ siết chặt cái visa, họ cho họ họ phỏng vấn thì rất là ít người được đậu, nhưng mà cuối năm thì họ thấy là cái số lượng chia ra như vậy á, thì họ thấy rằng là có thể cho thêm, thì họ lúc đó họ mới xả và họ dễ dàng hơn. Thì thông thường nếu mà muốn đi phỏng vấn mà đậu á thì người ta chọn gần cuối năm để người ta có thể nằm trong cái danh sách dễ giải hơn. Đó là cái kinh nghiệm những người mà từng xin đi visa, xin chiếu kháng ở bên ngoài vào kể cho tôi nghe, và tôi có một ít nhất là một vài người bạn từng làm cho Bộ Ngoại giao, họ nói với tôi như vậy nha. Rồi tiếp tục. Chuyến đi qua Trung Đông của chú Bảy có kết quả tốt không chú? Không, thất bại hoàn toàn. Tức là khối OPEC không đồng ý là sẽ có một cái việc mà gọi là tăng cường xuất cảng dầu hỏa. Thứ hai là trước khi ông Biden tới ở Saudi Arabia thì Saudi Arabia đã mở lại cửa không phận cho Do Thái, nhưng họ tuyên bố chỉ mở cửa không phận, nó không liên quan gì hết, và họ cũng không có giao thương lại, bình thường hóa lại với Do Thái. Thì rõ ràng là Joe Biden lần này tới Trung Đông giống như là một chuyến đi lấy lệ thôi.
Ông ta tới đó cuối cùng ông ta lại thất bại là ông ta phải đáp ứng cái yêu cầu của phía Do Thái là phải cứng rắn và cương quyết không để cho Iran có thể có khả năng sở hữu được vũ khí nguyên tử. Thay vì ông ta thuyết phục Do Thái là đồng ý quay trở lại hiệp ước nguyên tử thì ngược lại ông ta bị phía Do Thái thuyết phục là phải có một cái văn bản chung và cuối cùng ông ta đã tham dự cái cuộc họp báo chung với ông Lapid và tuyên bố là không để cho Iran sở hữu vũ khí nguyên tử và sẵn sàng dùng cái giải pháp sau cùng là vũ trang quân sự để ngăn chặn điều này nha. Rồi tiếp tục. Ok, sữa Ensure nắp trắng bên Mỹ có trái hàng không mà bên Việt Nam mua chỗ nào cũng không có luôn. Tôi không biết, nhưng mà hôm trước tôi đi Costco với vợ của tôi á thì thấy sữa Ensure nằm đẩy đó đó. Là tôi không biết nắp trắng, nắp vàng, nắp gì hết, tôi cũng biết. Có điều là đi Costco thì thấy điều này. Chỉ có là cái loại Similac thì không có. Tức là sữa cho trẻ em đó thì nó chỉ có loại sữa mà có nước thôi, còn sữa bột không có. Có vẻ như là tới cuối tháng này thì bắt đầu các cái hãng mới sản xuất lại bình thường nha. Rồi tiếp tục. Em nghe ba em nói ở Mỹ cha mẹ không để tài sản cho con cái làm từ thiện hết hả anh? Vậy cái này là phong tục người Mỹ hay là tùy mỗi gia đình? Tùy mỗi gia đình nhưng đa số người Mỹ là như vậy. Có nhiều lý do. Thứ nhất là cái quan niệm độc lập là tài sản đó là của cha mẹ không phải của con cái. Con cái muốn muốn có tài sản tự mình tạo ra. Đó là cái truyền thống của người Mỹ. Và cái thứ hai là khi mà cha mẹ để lại tài sản, con cái nó cũng không muốn nhận luôn. Lý do là tại sao không muốn nhận? Nhận là phải chăm sóc cái tài sản đó, mà chăm sóc lại phải tốn tiền tốn công, còn nếu bán đi thì phải đóng thuế, mà thuế đánh thuế mà thừa hưởng tài sản đó nó quánh lên tới 60% luôn. Cho nên con cái nó không muốn phiền phức. Và thứ ba nữa là có một số người thì ví dụ như tài sản họ vừa đủ cả một đời sinh sống thì họ bán hết tài sản về già, họ mua một cái RV tức là một chiếc xe kéo mà họ có cái giường ngủ trên đó, họ đi khắp nước Mỹ rồi lúc nào chết thì chết. Còn nếu như tài sản họ quá nhiều thì đa số là họ sẽ quyên 99% các tài sản đó cho tất cả những cái cơ sở cần thiết, ví dụ như là trường đại học, viện nghiên cứu hay là một số những cái cơ sở thiện nguyện của tôn giáo. Thì đó là truyền thống của người Mỹ. Ngay cả bản thân tôi và vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng đã ký hết rồi, hai vợ chồng cũng đã ký hết là cho hết tài sản rồi. Sau khi mình qua đời là tặng hết tài sản của mình luôn. Thì cái đó là cái truyền thống của người Mỹ và chúng tôi quen cuộc sống ở đây rồi. Do đó thì cái này là cái truyền thống của người Mỹ, nó khác với người Á Đông là đời cha làm bao nhiêu phải để dành cho đời con. Còn ở ở Mỹ này thì khác quý vị, ở Mỹ này là con cái nó có lòng tự trọng, nó tự tạo tài sản riêng của nó không nhờ vào tài sản của cha mẹ nha. Rồi tiếp tục. Tình trạng sức khỏe của chú Tô Văn Lai sao rồi anh Phong? Tới bây giờ tôi cũng không biết nữa. Theo tôi biết thì chú Tô Văn Lai đã được đưa về nhà và bây giờ thì theo nguyên tắc thì là bên tại vì gia đình chú Lai là bên Công giáo, mà bên Công giáo là phải để cho chú đi tự nhiên, không thể rút ống được. Đó là cái quy tắc ở bên Công giáo. Do đó thì theo tôi biết thì chú vẫn nằm ở nhà của cô Thủy, Tô Ngọc Thủy, tức là con gái ra lớn của chú, thì vẫn nằm đó và lúc nào đi thì đi thôi. Tới bây giờ thì tôi biết cái tình trạng của chú Lai là như vậy. Và đáng tiếc, mặc dù rằng là chú Lai có nhiều cái sự tranh cãi trong cộng đồng và cái đường hướng của Trung tâm Thúy Nga, nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một trong những người sáng lập Trung tâm Thúy Nga. Và tới ngày hôm nay thì quý vị đã thấy rồi đó, những trung tâm đã rơi rụng gần hết, thì còn lại có một mình Thúy Nga là vật vã tồn tại thôi. Gần như các trung tâm khác đều rụng hết rồi. Vì cái xu thế của cái kỹ thuật, tức là bây giờ người ta coi trên YouTube nhiều hơn, không còn bán đĩa bán băng giống như ngày xưa nữa. Cho nên tất cả các trung tâm gần như đóng cửa sạch sẽ hết rồi. Thì có một số trung tâm họ chuyển qua YouTube nhưng rồi họ lại bán cái quyền của họ ở trên YouTube cho những kẻ trong nước. Thì duy nhất cái trang Thúy Nga thì nó còn được ở bên đây. Thì dù sao đi nữa thì có một điều là cuối tháng này theo tôi biết thì Thúy Nga có tổ chức một cái show rất là lớn ở tại Las Vegas để vinh danh Nguyễn Ngọc Ngạn. Thì điều đáng buồn là đáng lý cái show này phải được vinh danh Tô Văn Lai. Tại vì Tô Văn Lai là người sáng lập Trung tâm Thúy Nga.
Thì tôi biết là cái dự tính này nó trước khi mà chú Lai lâm bệnh lận. Nhưng mà bây giờ nếu như mà chú Lai đã ở tình trạng đó thì tôi nghĩ rằng chị Thủy của Thúy Nga nên đổi lại chủ đề. Thay vì vinh danh Nguyễn Ngọc Ngạn trong cái show vào cuối tháng này ở Las Vegas thì nên đổi lại cái chủ đề là vinh danh chú Tô Văn Lai tốt hơn. Tại vì dù sao nữa ổng là một trong những người sáng lập trung tâm Thúy Nga, và không có ổng thì thật sự chú ở chú Lai là cái đầu chiến lược của Thúy Nga. Do đó cái điều đáng tiếc là theo tôi biết là như vậy thôi, còn bây giờ thì không biết được là có vẻ như là vẫn còn thở nhưng mà hình như cái não đã mất rồi, theo tôi biết là như vậy nha. Rồi tiếp tục, theo anh Phong, ông Vượng có vào lò không? Thật sự quý vị, cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa biết, tại vì tất cả những tên đại gia sau thời gian làm mưa làm gió khoe khoang làm giàu ở trên lãnh thổ Việt Nam thì từng tên một đã đi vào lò, đã mất hết tài sản, đã bị tịch thu tài sản và bản thân phải đi tù. Thì tôi không biết số phận của Phạm Nhật Vượng có tương tự như vậy hay không. Tuy nhiên em trai của Phạm Nhật Vượng thì đang ở trong tù rồi, tức là Phạm Nhật Vũ đang ở trong tù rồi. Thì tôi cũng không biết là cái số phận của Phạm Nhật Vượng lần này có thoát được hay không, và thoát được bây giờ vài năm sau có thoát được hay không cũng không biết luôn nha. Rồi tiếp tục. Wow, muốn biết thêm đời sống văn hóa Mỹ xem ở đâu vậy anh? Trên mạng nhiều thông tin quá, em không biết chỗ nào thật giả. Thật sự tôi cũng không biết. Quý vị vào Google, và cái này do chính quý vị, và phải áp dụng cái phương pháp mà tôi đã đưa cho quý vị, so sánh đối chiếu để biết được sự thật. Còn bây giờ nếu quý vị chỉ lên mạng xem và tin vào đó thì chết. Cuối cùng ở trên đó đầy rẫy hết, từ bên Google qua tới YouTube qua tới Facebook có rất nhiều. Nhưng giống như tôi nói, muốn có tin tức chính xác thì chính bản thân mình phải verify, tức là mình phải xác nhận bằng cách là đối chiếu, so sánh, phân tích để coi cái trang nào khả tin được và tin tưởng được. Chứ bây giờ hỏi tôi cũng mù trắc. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Cuối tháng này Đài Loan sẽ có 2 ngày báo động để được gửi từ tổng thống, báo động điện thoại của từng người về thông báo tới nơi ẩn nấp gần nhất. Và có phải Trung Cộng có động thái gì? No. Cái này nó nằm trong cái chiến lược của Đài Loan. Đầu tiên hết là họ in một cuốn cẩm nang để hỗ trợ cho người dân là biết cách đối phó một khi chiến tranh xảy ra. Và bây giờ thì cái bước thứ hai là bắt đầu họ sẽ nói chuyện với tất cả các công ty viễn thông là tạo một cái alert, tức là một cái hệ thống báo động ở trong cái hệ thống phone. Lỡ như có chiến tranh là tất cả hệ thống phone ở Đài Loan đều sẽ đồng loạt báo động cho người dân biết để họ có thể tránh né kịp thời. Thì đây là một trong những cái phương pháp phía Đài Loan chuẩn bị cho bất kỳ một cuộc chiến nào có thể xảy ra. Tại vì các nhận định của các cơ quan tình báo trên thế giới đều cho rằng là từ bây giờ cho tới năm 2024 hoặc là 2026, Bắc Kinh sẽ mở cuộc chiến tấn công vào Đài Loan. Thì cái đó là cái mà ai cũng nhận được, thì Đài Loan trong cái vị thế của họ nằm trước cái sự đe dọa này thì đương nhiên họ phải có những cái chiến lược để phòng thủ, chiến lược để giúp cho người dân tránh được cái hy sinh nhân mạng trong các cuộc chiến nha. Rồi tiếp tục. Wow, chính trị ở Việt Nam đang bất ổn, anh Phong đánh giá thế nào về cuộc thanh trừng Nam Bắc? Cảm ơn anh rất nhiều. Cho tới giờ phút này phe Bắc vẫn nắm tất cả quyền hành, và cuộc thanh trừng này là chỉ thứ nhất là làm thịt tất cả những vây cánh Nguyễn Tấn Dũng còn sót lại trong một cái guồng máy cai trị, và thứ hai là cũng cuộc thanh thanh trừng này để tạo ra một cái thế lực mới theo cái ý của Nguyễn Phú Trọng. Do đó những ai mà không phải nằm trong cái vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng ngày xưa nhưng lại nằm ngoài tầm phủ sóng của Nguyễn Phú Trọng thì sẽ bị làm thịt, trừ phi là họ chấp nhận cái quy tắc mới của Nguyễn Phú Trọng. Đó là cái cuộc thanh trừng ở tại Việt Nam là như vậy nha. Rồi, liệu chú Lân Thắng có được bảo lãnh qua nước ngoài để tiếp tục phản đối chính sách cai trị Cộng sản Việt Nam không chú? Đây là lộ trình mà đám bộ ngoại giao cánh tả ở Việt Nam, của Hoa Kỳ ở Việt Nam vẫn làm. Thì tôi không biết trường hợp của Nguyễn Lân Thắng sẽ giống như những người khác hay không, mà tôi đoán là 80% đều giống. Tức là bị tống giam khoảng đôi ba năm, rồi cái can thiệp, bộ ngoại giao can thiệp cho đi ra nước ngoài. Thì cái này là cái mà Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, tức là thành phần mà cực tả và cái quy tắc làm việc trong Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, họ đã thỏa hiệp với Cộng sản như vậy.
Do đó tôi đã từng nói với các vị là 80% lực lượng cánh tả nằm trong Bộ Ngoại giao nó luôn thỏa hiệp với Cộng sản là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Họ Việt Nam được bao nhiêu dòng họ như họ Ngô, Lý, Lê, Trần, Nguyễn? Không biết được nữa. Bây giờ đã gọi là tiếng Việt mình đã có chữ trăm họ rồi. Thì có nghĩa là bất kỳ cái tên cũng có thể thành cái họ cũng có thể thành cái tên. Đó là cái văn hóa độc đáo của người Việt, của người Trung Hoa và của người Á Châu nha. Rồi, ok. Bố em nói thời Việt Nam Cộng Hòa gặt lúa xong rồi nhậu. Thì tôi đã nói quý vị, cái thời đó là rất là thanh bình. Ít nhất là ở những cái miền Tây, miền quê đó, là quý vị lội xuống là có cá bắt ngay. Thò tay xuống là bắt được cá. Thì chỉ cần bắt được vài con cá về nướng ngồi nhậu giữa đồng là chuyện bình thường. Ngày xưa cái thời đó là như vậy. Cho nên là hoặc là đi gặt lúa về xong là tha hồ có thể thoải mái. Thời đó thì người nông dân họ kiếm tiền rất là nhiều. Tại vì ngành nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của miền Nam Việt Nam. Do đó gần như các nông gia đều là các đại gia hết. Nên thời đó là họ họ sống rất là thoải mái và họ sống rất là an nhàn nha. Rồi tiếp tục. Khi nào chú Phong và anh Huy giao lưu ở Thái Lan hoặc Singapore, con ở Việt Nam muốn gặp chú Phong và anh Huy bằng xương bằng thịt? Chưa biết được, tùy theo duyên đi. Ok, duyên đẩy tới đâu thì mình đi tới đó. Chúng tôi vẫn ở Mỹ làm việc. Và khi cái duyên tới thì có một cái sự kiện, một cái biến cố hay là một cái gì đó ở những quốc gia lân cận Việt Nam thì có thể chúng tôi có mặt ở Đài Loan. Ngay cả tôi đã từng hứa với lại một số khán giả ở Đài Loan là sẽ viếng thăm Đài Loan đó. Mà tới giờ phút này quý vị, công việc nó cứ mình tưởng là giải quyết xong rồi là thoải mái, cuối cùng nó lại thêm núi này tới núi khác. Nó liên tục liên tục. Cho nên cũng chưa biết được nữa nha. Rồi, cảm ơn người bạn ở đây. Dũng Phan đóng góp 10 đồng Canada, mời anh một ly cà phê. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, tiếp tục. Người Dao Chỉ còn có nguồn gốc miền Bắc Việt Nam hay không? Thật sự, dân tộc Dao Chỉ nguồn gốc không phải chỉ có miền Bắc. Mà ngay cả trên lãnh thổ Trung Hoa bây giờ vẫn còn dấu tích rất nhiều của người Dao Chỉ. Mà lãnh thổ đó ngày xưa là thuộc về giống Bách Việt, Mân Việt, Lạc Việt, vân vân. Và quý vị, chúng ta có được những cái nếu mà gọi lại vẽ lại cái bản đồ thì anh Phạm Trần Anh có gửi cho tôi một số những cái bìa sách của anh và tôi có kêu anh là gửi cho tôi một số những cái bản đồ mà anh phát hiện được trong câu chuyện của anh đó thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều chi tiết này nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ok, em chạy Grab hôm qua có chở một ông cụ chiến binh, cụ chiến binh của Cộng sản. Ông bị nhồi sọ tư tưởng Hồ Chí Minh. Em hỏi ông có biết Hồ Chí Minh cải cách ruộng đất đã làm bao nhiêu người mất nhà cửa thì ông im re. Thì đó là sự thật. Em đã nói đúng sự thật thì phải im thôi. Không có gì cả, gọi là cãi được cả. Thì thật sự những người im lặng đó tôi cho rằng vẫn còn chút xíu lương tri. Ít ra họ thừa nhận được sự thật cái tội ác của Hồ Chí Minh. Nhưng mà có những kẻ cuồng đảng sinh sau đẻ muộn tin vào những cái tờ những cuốn sách những cái chữ nghĩa của Đảng Cộng sản vẫn ra mặt binh đà Hồ Chí Minh, thậm chí trên tờ báo Thanh Niên bây giờ nó còn đăng cả một cái bài mà gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh phải được bảo vệ nữa và chống lại luận điệu xuyên tạc đối với Hồ Chí Minh nữa. Thì quý vị, nội mà sách báo của Cộng sản nó đăng ra Hồ Chí Minh biết 39 ngôn ngữ là tôi nghe là tôi muốn té xuống đất rồi. Tôi nghe là tôi muốn té xuống đất rồi. Bây giờ bản thân tôi nói ba ngôn ngữ nè, còn chết lên chết xuống. Nhiều lúc có ngày hôm qua có cô bạn ở đối diện nhà, cổ từ Hồng Kông cổ qua, cổ sống ở Hồng Kông hai mươi mấy gần 30 năm rồi. Cổ qua đây á là cổ người Việt nha quý vị, mà hả, cổ nói chuyện cổ nói là cổ qua mấy tháng rồi, nói tiếng Việt cổ phải suy nghĩ. Tại vì cổ quen cái tiếng quảng của Hồng Kông rồi, sống mấy chục năm rồi quý vị. Thì bây giờ nói chuyện gặp tôi nói lại được đôi ba câu tiếng Quảng thì cổ mừng lắm. Thì quý vị, nội cái đó không đủ thiểu rồi. Và chính bản thân tôi vẫn mỗi ngày nói bằng tiếng Việt với quý vị. Bây giờ mà phải sắp lại chữ nghĩa, sắp lại văn phạm để nói tiếng Quảng với cổ, với tôi cũng là một vấn đề. Vừa tiếng Anh, vừa tiếng Mỹ, tiếng tiếng Quảng Đông, vừa tiếng Việt. Thì quý vị, trong khi đó Hồ Chí Minh nói tới 39 ngôn ngữ, quý vị tin được không?
Nói cái đó không thì quý vị đã thấy được là cái sự gọi là tô hồng và cái sự gọi là dựng chuyện của cái guồng máy cai trị nó khủng khiếp tới bộ mức độ nào. Tới bây giờ vẫn có người tin là Hồ Chí Minh có tới 39 ngôn ngữ. Hồ Chí Minh hâm nóng gạch để sưởi ấm mùa đông. Rồi ok, theo quan điểm của chú nói cây súng không nguy hiểm mà không cần bỏ tu chính đáng số 2, nhưng Chúa Giêsu đã từng nói rất rõ ai cầm gươm sẽ bị chết vì gươm, thì cái đó cũng không có sai đâu. Thì tiếng Việt của mình có câu là sinh nghề tử nghiệp mà. Thì họ chọn sống với cây súng thì một ngày nào đó họ chết với cây súng. Đó là chuyện bình thường. Có liên can gì tới tu chính án số 2 là cái quyền con người đâu. Đúng chưa? Người Việt mình cũng có câu là sinh nghề tử nghiệp mà. Thì bây giờ những người sống trên cây súng thì trước sau gì họ cũng chết dưới cây súng. Là chuyện bình thường. Giống như những người lính. Họ sống mỗi ngày với cây súng. Thì đến lúc họ chết, họ cũng chết trên cây súng. Đó là chuyện bình thường. Nó đâu có liên quan gì tới cái quyền sở hữu súng đạn của mình đâu. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Y tế Cuba thế nào về anh Phong? Nhiều người bảo là phát triển, dân được khám bệnh miễn phí, số lượng bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn em nghe lời tuyên truyền của Cộng sản. Điều thứ nhất, Cuba là một trong những nền kinh tế nghèo nhất thế giới. Lấy tiền đâu ra để mà miễn phí y tế? Rồi thuốc men đó nhập cảng từ đâu? Cuba đâu có tự mình chế nhiều thuốc được. Cũng phải nhập cảng thuốc của những căn bệnh khác nhau ở nước ngoài. Thì tiền đâu ra để mà nhập cảng thuốc vào phát miễn phí cho dân chúng vậy? Nước nghèo nhất đang bị cô lập kinh tế nữa. Câu hỏi của em đã là câu trả lời rồi đó. Em nghe lời tuyên truyền của báo chí Cộng sản là chuyện của em nha. Rồi. Chú Phong cho con hỏi, ông Giuliani là người đã đưa toàn bộ lực lượng mafia New York vào tù phải không ạ? Nên đảng Dân Chủ rất sợ ông này phải không chú? Yes, tại vì thời gian trước khi ông trở thành thị trưởng của thành phố New York, ông là prosecutor, ông là công tố viên, và rất nhiều những gia đình mafia gốc Ý, gốc da đen và gốc Trung Mỹ đã bị ông đưa vào tù. Chính vì vậy mà nhờ cái tinh thần làm việc này mà ông đắc cử thị trưởng của thành phố New York. Và trong lúc mà ông làm thị trưởng thì nó xảy ra cái biến cố lớn nhất nước Mỹ là 911. Ông trở thành một hero, một anh hùng của nước Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Tôi thấy ở Mỹ có nhiều tài tử cải lương như Phượng Mai, Hương Lan, Linh Tâm, Tài Linh, Bảo Quốc, vân vân. Có khi nào anh nghĩ đến làm một vài tuần cải lương cho mọi người thưởng thức? Tuần tới nữa tôi đang sắp xếp thì đang quay cho Hương Lan và Phượng Mai. Kịch bản đã có, phần thu âm cũng đã xong. Có điều là bây giờ phải dựng lại cái bối cảnh, đó là cái câu chuyện về của Ỷ Lan Hoàng hậu và Thượng Dương Hoàng hậu ở trong cái triều đại nhà Lý. Thì làm một tuần thì có vẻ như là khán giả sẽ chưa có đủ kiên nhẫn để coi cả một tuần dài mấy tiếng. Nhưng mà tôi sẽ bắt đầu từ những trích đoạn. Một trích đoạn thông thường nó kéo dài khoảng chừng nửa tiếng thôi. Nó nói về một cái đoạn nào đó thôi. Thì tôi nghĩ rằng là nó thích hợp hơn để dần dần người ta quen dần lại với cải lương và hồ quản. Còn bây giờ nhảy ra làm một cái tuần dài 2-3 tiếng đồng hồ, tôi nghĩ là khán giả không đủ kiên nhẫn để xem. Do đó chúng tôi phải khởi đầu bằng những cái trích đoạn trước, rồi từ từ vậy khán giả quen dần, rồi lúc đó mình mới dừng thành một cái tuần tích thật sự nha. Rồi tiếp tục. Vì sao người Mỹ độc thân không có gia đình vợ con khi làm việc đóng thuế cao tại Hoa Kỳ bên Phong? Mức thuế dành cho người dân Hoa Kỳ đều giống nhau. Tuy nhiên, những người được giảm thuế là bởi vì họ có gia đình và vợ con, chứ không phải là lương độc thân thì thuế cao. Thuế vẫn là từ 35% trở xuống. Cao nhất là 35% trở xuống cho một người độc thân. Tùy theo mỗi tiểu bang và thuế tiểu bang và thuế liên bang. Tuy nhiên, nếu người đó có vợ, họ có thể claim cái số social của vợ để được khấu trừ và giảm thuế. Nếu họ có con thì cộng thêm con vô thì họ được trừ thuế, chứ không phải là thuế độc thân là lương cao. Đừng có hiểu lầm như vậy. Thuế giống nhau hết. Có điều những người mỗi một người một hoàn cảnh khác nhau, người đi làm mà có vợ con nhiều thì họ được trừ khấu trừ nhiều thuế, thì họ sẽ đóng thuế thấp hơn.
so với một người độc thân thì thường thường là under, tức là nằm dưới 35%. Có những nơi thì nó chạc có 21%, có những nơi 27%, có những nơi lên tới 29%, và có những nơi lấy tới 32%. Ví dụ như ở Portland, ở Oregon thì người đóng thuế độc thân rất là cao, nhưng bù lại họ đi mua hàng thì không đóng thuế. Tức là quý vị cầm một cái bằng lái của Portland á, quý vị mua bất cứ món hàng nào ở tiểu bang này, quý vị không đóng thuế. Ngược lại ở Texas thì quý vị không có phải đóng thuế của cá nhân, của tiểu bang. Đại khái tùy theo mỗi tiểu bang nha. Rồi tiếp tục. Chú nghĩ cách điều hành của miền Nam của hai vị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Diệm và ông Tiểu ra sao chú? Tùy mỗi một người ở một cái hoàn cảnh khác nhau. Giai đoạn đầu của ông Diệm là thống nhất các lực lượng để tổ chức một cái guồng máy chính phủ đối đầu với sự đe dọa của Cộng sản. Còn đến thời của ông Thiệu thì cái guồng máy dân chủ đã hình thành, và ông là một tổng thống đắc cử, một tổng thống dân cử, thì ông phải đẩy đất nước phát triển theo cái chiều hướng của một cái hệ thống dân chủ. Hai cái khác nhau. Dưới thời của ông Diệm, vì cái nhu cầu thống nhất các lực lượng ở quốc gia để đối đầu với Cộng sản, cho nên đôi lúc có những cái chính sách được xem là khá cứng rắn, mà nhiều người gọi là gia đình trị. Thì tùy theo mỗi người suy nghĩ, nhưng mà thời điểm đó là ông Diệm cần cứng rắn để thống nhất các lực lượng quốc gia. Còn tới qua thời của ông Thiệu thì các lực lượng quốc gia đã thống nhất nằm dưới quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Do đó thì ông Thiệu đã điều hành cái guồng máy của quốc gia theo cái thể chế dân chủ, theo cái hệ thống dân chủ, thì quân đội sẽ đứng ngoài cái vấn đề của điều hành của chính phủ dân sự nha. Rồi tiếp tục. Wow, wow, ok, ông cựu thủ tướng Nhật Bản đi thăm Hồ Chí Minh ở Ba Đình rất là xui, Trương Quốc Huy nói vậy. Thì có thể Trương Quốc Huy cũng nói đúng. Tất cả những kẻ nào ở Việt Nam đang làm ăn ngon lành mà bước tới chỗ đó thì coi như là xui tận mạng. Rồi tất cả những người mà viếng thăm chỗ đó, về tới nơi á, thì á, không bệnh tật thì cũng tán gia bại sản, làm ăn thất bại hay là gặp nhiều vấn đề. Thì quý vị, đơn giản thôi. Ở bên Mỹ này quý vị, ngay cả bản thân tôi nè, tôi là người làm ăn nè. Tôi là người làm ăn nè. Nhưng mà mỗi khi mà có người bạn nào mất, hay là trong cộng đồng có người quen thân mình mất đó, tôi lại ít đi đám tang. Mà mỗi khi mà cực chẳng đã phải đi đó, thì tôi phải về, tôi phải lấy lá bưởi tắm. Tại vì quan niệm của là người làm ăn là không thể tiếp xúc với khí âm, nó xui quậy lắm. Thì mỗi lần mà tôi đi dự đám tang của những người thân người quen về á, là tôi bắt vợ tôi phải mua lá bưởi để mà tắm xả xui. Thì quý vị, đó là chuyện bình thường. Cho nên nếu quý vị hỏi tôi thì bây giờ nó tổ chức một cái nhà hoàng lớn ở ngoài đó, thì đi ra ngoài khùng sao mà đi vô đó, nhất là những người làm ăn không ai khùng đi thăm thân xác chết cả, và đi vào cái chỗ âm khí cả. Tại vì đối với người làm ăn điều đó không có lợi, xui quẩy nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua giờ các bạn vào cái tôi không có kịp đọc luôn. Lúc chú còn là sinh viên có ủng hộ cho đảng Dân Chủ không, hay ngay từ đầu chú đã theo đảng Cộng Hòa? No, lúc mà tôi mới bắt đầu qua Mỹ tôi lại có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ, và ngay cả trong trường đại học ở Columbia ở New York thì quý vị, tôi vẫn có cái khuynh hướng được xem là đồng ý cái suy nghĩ của cấp tiến, vì tôi nghĩ rằng đó là lúc đó mình còn trẻ, mình nghĩ rằng sự cấp tiến này thúc đẩy xã hội nhanh hơn. Nhưng mà dần già rồi quý vị, khi mà bắt đầu ra trường đi làm và bắt đầu nhìn rộng ra xã hội hơn thì mới thấy được cái đó là nguy hiểm. Do đó những người mới qua Mỹ, những người mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học, đa số đều có khuynh hướng đi theo đảng Dân Chủ, và cái khuynh hướng gọi là cấp tiến cực tả. Nhưng mà cuộc sống dần già rồi bắt đầu cho họ có suy nghĩ chín chắn, nhìn rộng ra hơn rồi họ mới có quyết định thật sự nha. Rồi tiếp tục. Ok, anh Phong có thể làm trích đoạn cải lương Phạm Công Quốc Hoa được không?
Thật sự thì có một số trích đoạn, nhưng bây giờ thì có vẻ như là theo yêu cầu của khán giả là nên tập trung vào lịch sử Việt Nam nhiều hơn là những câu chuyện dân gian. Thì tôi đang đi về cái hướng tập trung vào một số những câu chuyện lịch sử nha. Rồi tiếp tục, cảm ơn anh Phong giới thiệu ra Lina, channel của Lina rất là hay và thú vị. Dạ, cổ là bạn của tôi và cổ học ở Colombia sau tôi 1 năm. Thì Lina là một trong những người rất là hiếm hoi. Chúng ta có một số những sướng ngôn viên gốc Việt trên truyền hình. Thì Lina được xem là người được chú ý nhiều, có hai người được chú ý nhiều nhất là Lina Nguyễn, bởi vì cổ đang lúc đó thì cổ làm sướng ngôn viên ở một cái khu vực được xem là đáng chú ý đứng thứ hai của nước Mỹ, mà nơi có cộng đồng người Việt đông, tức là Los Angeles. Thì quý vị, hệ thống network của truyền thông Hoa Kỳ đó tập trung đầu tiên đứng đầu là New York, đứng nhì là Los Angeles, đứng ba là Chicago. Thì cổ ngồi ở vị trí ở cái chỗ thứ hai rồi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta cũng đã có một người nằm trong CNN ngày xưa, Betty Nguyễn. Betty Nguyễn từng là Chief of Staff của CNN, và sau đó thì cổ là người ký giả đầu tiên bước chân vào Ground Zero sau cái vụ khủng bố. Nhưng mà sau 6 năm làm thì Betty Nguyễn thấy cái đường hướng của CNN quá cực tả, thì cổ rời bỏ CNN. Thì bây giờ thì Lina thì không còn làm cho đài truyền hình CBS nữa, bây giờ lui về dạy học ở trên online. Thì cái cách phát âm của sướng ngôn viên bằng tiếng Mỹ họ chính xác hơn. Còn Betty Nguyễn thì lui về điều hành khoảng 30 cái đài lớn nhỏ ở New York cho hãng thông tấn Bloomberg. Thì Betty Nguyễn bây giờ là một người rất powerful, nhưng mà cổ không hợp với CNN nữa, bởi vì cổ nhận ra CNN có cái khuynh hướng quá cực tả, và dần dần rời xa cái nhiệm vụ của một journalist, tức là nhiệm vụ của một ký giả, mà đa phần họ sử dụng cái diễn đàn của CNN để mà thúc đẩy những cái khuynh hướng chính trị, chứ không còn là một journalism nữa, là một cái ký giả thật sự nữa. Cho nên cổ rời khỏi nha. Rồi tiếp tục. Wow, con thấy việc ở cải lương ở Việt Nam dường như sống lại, người dân không để ý cũng nhờ vào TikTok của Tàu Cộng. Thật sự nó chỉ là những cái tích tắc ở trên đó thôi. Và cải lương thì chưa bao giờ chết, có điều nó chuyển qua những cái platform khác và người ta không còn đến rạp để coi. Tôi có người em đang làm việc ở bên đó và liên tục trong từ đầu năm tới bây giờ là có liên tục, sau khi mà đại dịch giảm đi đó, thì đã liên tục có nhiều vở tuồng cho ra công chúng, đó là nam nghệ sĩ Chí Linh, tức là em ruột của Tài Linh đó. Thì Chí Linh và vợ là Vân Hà đã tổ chức được cái sân khấu ở tại Sài Gòn. Hy vọng quý vị sẽ mua vé ủng hộ, tại vì Chí Linh Vân Hà là hai người gọi là sống chết với cái nghề này bao nhiêu năm rồi, và họ dựng lại những cái trích đoạn, những cái vở tuồng, và hình như tới ngày hôm nay là vở tuồng thứ hai thứ ba gì rồi, và đang chuẩn bị làm thêm một cái vở tuồng mới nữa kìa. Thì Chí Linh và Vân Hà là những người đang có nỗ lực để gây dựng lại với cái sức rất là nhỏ nhoi của họ. Thì Chí Linh là, đối với tôi là Chí Linh là người em rất dễ thương, tại vì về nghề đó thì đương nhiên Chí Linh á, cái tên tuổi không bằng Vũ Linh. Vũ Linh được cái giọng hát rất tốt, phải nói giống như cây kèn vậy đó quý vị. Nhưng mà nếu mà nói về nghề đó, tôi vẫn thích Chí Linh hơn. Mặc dù Chí Linh chỉ đóng kép nhì thôi, nhưng mà cái nghề của Chí Linh đó là cái rộng hơn Vũ Linh, từ cái diễn cho tới vũ đạo. Có điều là cái giọng hát của Chí Linh thì thật sự không bằng Vũ Linh, nhưng mà Chí Linh là một trong những người em có nghề, tay nghề rất cao. Thì bây giờ hai vợ chồng Chí Linh Vân Hà cũng đang tổ chức lại những cái trích đoạn ở Sài Gòn, nhưng mà cái khả năng họ rất là nhỏ nhoi. Và cứ một cái buổi diễn như vậy, tôi nhớ họ có cho tôi biết là khoảng chừng 400 khách trở lại. Cái rạp rất là nhỏ, hình như rạp Thủ Đô hay sao đó, rất là nhỏ. Thì họ cũng đang cố gắng làm, nếu họ hỗ trợ được, nhất là những quý vị nào ở Sài Gòn có thể hỗ trợ cho họ nha. Rồi tiếp tục. Wow, anh là một số người trong rất có uy tín trong cộng đồng, anh có thể liên lạc với channel phát ngôn. Ok, thứ nhất, cảm ơn Hùng Nguyễn rất là nhiều. Tôi không tự nhận mình là uy tín trong cộng đồng, tôi chỉ làm công việc của tôi, và mỗi một cái channel họ có một hướng đi riêng. Tôi không muốn gây ảnh hưởng tới những channel khác, do đó thì đành chịu thôi. Ok, họ chọn cái hướng đi đó, họ rơi vào bế tắc, họ đáng họ chịu.
họ chọn cái hướng đi mà có những ngôn ngữ mạnh bạo, có những cái ngôn ngữ mà không phù hợp, thì họ chết họ đáng họ chịu, tại vì khán giả không thể nào nghe những ngôn ngữ đó hoài được. Lúc đầu lâu lâu bỏ một hai chữ vô thì khán giả cảm thấy nó vừa đủ mạnh bạo, ok, nhưng mà sử dụng mỗi ngày thì nó trở thành cái chợ, thì đáng chịu đi, tôi không có xen vào được nha. Rồi à, Trung Quốc trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Quốc, nó là nước cộng sản về chủ, bởi vì năm 1971 thì Bắc Kinh đã vận động thành công và họ đẩy Đài Loan ra. Cái ghế đó là của Đài Loan. Bắc Kinh đã đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Và đến năm 1972 73 thì Henry Kissinger đã bắt đầu thúc đẩy Hoa Kỳ bắt đầu bước cái chân nối kết lại với Trung Quốc. Và cho tới khi mà Jimmy Carter lên làm tổng thống thì coi như là Trung Quốc chính thức trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an cho tới bây giờ. Vị trí đó ngày xưa của Đài Loan, tôi nghĩ rằng nó sẽ không vĩnh viễn đâu, mặc dù nó gọi là permanent member, tức là thành viên thường trực vĩnh viễn, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vị trí này sẽ còn sự thay đổi, tại vì quý vị cái cục thế bây giờ Bắc Kinh đã trở thành phe đối lập, do đó tôi nghĩ rằng cái cục thế này trước sau gì cái Hội đồng Bảo an đó sẽ có một cái cuộc thay đổi lớn nha. Rồi tiếp tục, wow, cô Mỹ Huyền có đóng góp gì cho văn nghệ cộng đồng và có ủng hộ mạnh cho ông Trump không? Yes. Mỹ Huyền phải nói là trước cái khi cái biến cố mà cô bị cái vấn đề mà bị cộng đồng lên án thì Mỹ Huyền đóng góp rất nhiều. Tất cả những cái chương trình lớn nhỏ trong cộng đồng đều có sự đóng góp của Mỹ Huyền, và đặc biệt là tôi nhớ cái giai đoạn từ năm 1999 cho tới 2002. Thời điểm đó thì bạn tôi là Trần Hùng, tài tử Trần Hùng đó, thì đã nhảy ra làm một số kịch và phim. Thì Mỹ Huyền là một trong những cô đạo chánh của Trần Hùng, từng đóng những cái vai của phu nhân của tướng Lê Văn Hưng, rồi từng đóng những cái vai ở trong, và kể cả cổ cũng quay cho tôi cuốn phim Chiến sĩ vô danh, đóng vai của một người vợ tù đi thăm chồng. Và thời đại điểm đó thì Mỹ Huyền cũng đóng vai chánh trong một số vở kịch của nữ kịch sĩ Thúy Hồng, ban kịch sống Thúy Hồng. Thì thời điểm đó Mỹ Huyền đã hoạt động rất là mạnh. Và đặc biệt Mỹ Huyền là con nhà nòi. Bởi vì thân phụ của Mỹ Huyền là một trong những nhạc sĩ tên tuổi lớn của làng nhạc Việt Nam, là nhạc sĩ Thu Hồ. Là ông là nhạc sĩ gốc miền Trung và ông là người cùng thời với lại Phạm Duy, Văn Cao vân vân. Thì nhạc sĩ Thu Hồ là thân phụ của Mỹ Huyền nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, nếu nói thầy ông Diệm là cứng rắn thì em thấy Park Chung Hee bên Hàn Quốc còn sắt đá hơn, thì cứ em có quyền đánh giá như vậy, nhưng mà lúc đó thì ông Diệm bị chi phối khá nhiều bởi bởi cái việc mà chuyển đổi qua một cái xã hội dân chủ. Ông bị áp lực rất là nhiều so với Park Chung Hee. Park Chung Hee khởi lên là một tướng lãnh quân đội, cho nên ông ta áp dụng chính quyền quân phiệt. Còn cựu tổng thống Ngô Đình Diệm, ông xuất thân không phải là quân đội. Ông xuất thân là con cái của một một trong tứ đại thần, tứ đại thần của triều đình nhà Nguyễn. Tức là thân phụ của ông là Ngô Đình Khả, là một trong tứ đại thần của triều đình nhà Nguyễn. Do đó ông không phải xuất thân từ quân đội. Quý vị không thể so sánh cựu tổng thống Ngô Đình Diệm với Park Chung Hee được. Một người ở bên cái dân sự nắm quyền và thực hành chính chế độ cứng rắn thì làm sao bằng một người trong quân đội đi ra. Do đó em có quyền nhận định của em, nhưng mà theo anh thì anh giải thích là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Wow, các bạn vào khá nhiều. Theo chú, Internet Viettel có phải do Trung Quốc cung cấp không? Lúc đầu thì không phải, còn bây giờ tôi không biết. Tại vì khởi đầu Internet của Việt Nam là thuê mướn cái đường dây Internet và cái hệ thống cung cấp Internet của Nhật. Nhưng mà thời điểm đó, Cộng sản Việt Nam không coi trọng cái Internet, cho nên họ đặt những cái đường cáp quang và những cái đường dây rất nhỏ. Do đó, có một dạo nó bị nghẹt. Nhất là cái mùa Tết. Mỗi mùa Tết một cái là tất cả cái hệ thống Internet lẫn hệ thống viễn thông của Việt Nam đó là gọi đi gọi về không được, từ ở nước ngoài gọi vô không được, là nó nghẹt cứng luôn, tại vì nó nhỏ quá. Sau này Cộng sản có nâng cấp lên và sử dụng cái nguồn dịch vụ cung cấp Internet rẻ của Trung Quốc không, tôi không biết. Nhưng khởi đầu thì không phải.
khởi đầu Internet của Việt Nam là thuê lại cái dịch vụ đó từ phía Nhật nha. Rồi tiếp tục, anh nghĩ sao vụ Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh và đính chính của công an? Thứ nhất là tôi đã có bài giải thích rồi, quý vị vào Hilton Nhật Ký coi lại. Tôi nói nếu như cái tin này được leak ra bởi phía công an là sự đo lường giống như trường hợp bắt Trịnh Văn Quyết hay bắt Nguyễn Phương Hằng. Nếu phía công an là nơi tung ra tin này, còn nếu phía Phạm Nhật Vượng tung ra thì có vẻ như là Phạm Nhật Vượng đang tìm cách hạ giá cổ phiếu để tìm cách thu mua vào. Thì tôi đã phân tích trên cái Hilton Nhật Ký rồi, quý vị có thể tìm vào Hilton Nhật Ký xem lại nha. Rồi tiếp tục, Nhi Nguyễn dạy học thì có giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Ô, ngày hôm nay tôi vừa nhận được cái tin và tôi chưa có kịp gọi cho bạn bè sáng vô làm việc. Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã chính thức qua đời. Với ngày hôm nay tôi mới nhận được cái tin đó xong và tôi vẫn chưa có verify lại. Hy vọng rằng bạn bè ở trên chương trình của tôi bây giờ có thể giúp tôi verify dùm. Tại vì tôi mới nhận được cái tin đó xong và tôi sáng nay thì mới nhận thôi, chưa biết như thế nào. Nhưng mà giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh dường như đã qua đời nha. Rồi tiếp tục, ok, sau cái chết AB tôi nhận thấy Ô Lưu Á Châu nói về lòng nhân ái của người Trung Quốc quá đúng. Có vẻ như họ không có trái tim biết yêu thương. Tại vì cái văn hóa của Cộng sản nó gieo rắc sự thù hận, sợ hãi, cho nên nó làm mất đi nhân bản của người Trung Hoa. Còn những xã hội khác như là Đài Loan, quý vị cũng là gốc Hoa vậy, Đài Loan vẫn là cái quốc gia đóng góp rất nhiều cho mặt bằng thế giới. Họ cũng là người nói, họ cũng là người nói tiếng Mandarin, tức là tiếng quan thoại. Cho nên do cái giáo dục của cái hệ thống cai trị mà ra nha. Rồi tiếp tục, đề nghị anh làm phim về Huyền Trân Công Chúa. Vậy thì bạn bỏ tiền nha. Nếu mà làm về Huyền Trân Công Chúa thì cái số tiền mà để sản xuất cuốn phim này bèo lắm, $1 triệu. Bạn có sẵn sàng bỏ $1 triệu cho tôi làm phim về Huyền Trân Công Chúa không? Tôi chỉ sản xuất những kịch bản nào trong khả năng của tôi mà thôi. Bây giờ sản xuất về Huyền Trân Công Chúa có nghĩa là tôi phải dựng lại những cái thành quách theo kiểu của Champa. Rồi tôi phải cho sắm những cái quần áo, may lại tất cả những cái bộ đồ quần áo của dân tộc Champa. Rồi cộng thêm triều đại nhà Trần nữa. Thì cộng hết tất cả những cái này lại, nó không dưới $1 triệu đâu, nếu bạn sẵn sàng bỏ tiền nha. Rồi tiếp tục, em đạo công giáo đi đám tang về bình thường không kiêng kỵ gì hết, linh mục nói nếu tin gì đang sẽ không phải là con của Chúa Giêsu. Thì đó là em là người công giáo, tôi là người Phật giáo và tôi lại thuộc cái dân làm ăn nữa. Thì giới làm ăn chúng tôi có những cái điều kiêng kỵ, thì một trong những điều kiêng kỵ đó là ít đi dự đám ma và ít tiếp xúc với lại nhà quan tang chế quan tài. Thì cái đó là nguyên tắc của những người khác tôn giáo với em đó nha. Rồi tiếp tục, ok. Rồi vụ bà Hằng có đưa lên máy chém trên phòng tôi không biết nữa. Họ công an họ tuyên bố giữ bà thêm 60 ngày, thì chúng ta chờ thêm coi họ sẽ xử bà ta như thế nào. Và bây giờ thì họ sử dụng điều luật 331, thì về cái luật này thì tối đa là 12 năm tù. Thì tôi chưa biết được là bà ta có bị đưa lên hay không nha. Rồi tiếp tục, anh Phong tắm trong bồn ngâm với lá bưởi như vậy thân thể sạch sẽ không còn bị ám khí trên người. Thì thường thường là giới làm ăn chúng tôi là như vậy. Lá bưởi thì cái đó là cái truyền thống để lại, chính bản thân tôi cũng đang tìm hiểu. Người Hoa đó thì họ sẽ nhảy qua một cái lửa, tức là họ để một cái thau, họ bỏ giấy vô, họ đốt lửa lên rồi đi ra đó để đốt phong long, đốt cái xui của sứ quẩy đi. Người Nam Hàn á thì họ ăn đậu hũ. Khi mà họ gặp xui á thì gia đình muốn sửa xui á thì ăn đậu hũ. Đại khái là như vậy. Mỗi một cái dân tộc có một cái phong tục khác nhau. Thì những người ở Việt ở miền Nam đó thì đốt là tắm lá bưởi. Thì cái đó là cái phong tục.
Lá bưởi có khả năng xua đạ xua đi xua đuổi được cái khí tà, đại khái như vậy. Thì đó là cái quan niệm của người miền Nam, thì chúng tôi là người làm ăn thì chúng tôi vẫn như vậy. Bởi tôi nói quý vị đừng có, nếu là dân làm ăn đừng đi tới những cái chỗ đó, nhất là lăng Hồ Chí Minh, tới là từ bại tới sủi, tới là từ bại tới sủi hết. Và quý vị thấy không, những kẻ nào mà lên tiếng nói là học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thì từ từ đi vô tù hết. Thì tự suy nghĩ đi, tự suy nghĩ và tự phân tích lấy nha. Rồi tiếp tục à, rồi thì mọi người vẫn thường có ấn tượng tốt về Nhật Bản, nhưng tôi thấy một ông bà cộng sản là ôm tài sản qua Nhật trốn cả, không thấy, chưa thấy qua Nhật mà chỉ có toàn qua Mỹ, Úc thôi. Chúng ta có nên đặt câu hỏi, bởi vì Nhật định cư rất khó, Nhật không cho. Cái luật di trú của Nhật có thể cho quý vị tới sống và làm việc một khoảng thời gian, nhưng mà để nhập quốc tịch của nước Nhật nó còn khó hơn nhập quốc tịch của Âu Châu và của Hoa Kỳ nữa. Cũng giống như Singapore, Singapore là một cái nước nhỏ nhưng mà muốn nhập quốc tịch Singapore không phải dễ dàng, nó còn khó hơn bên Mỹ và bên Âu Châu nữa quý vị. Do đó họ chạy qua Nhật. Và thứ hai, Nhật cái luật mà nhập tịch của họ rất là khó khăn, và cái siết chặt tất cả những cái tài sản của họ, họ rất nghiêm khắc. Do đó nó đâu dạy gì để chạy qua Nhật, nó kiếm những chỗ nào dễ hơn thôi nha. Rồi tiếp tục à, wow, mình cũng không thích viếng tang đám tang dù không làm ăn. Thật sự quý vị, cái đó là cái quan niệm, nhưng mà tại vì tôi là cái người làm ra đời làm ăn từ từ trẻ rồi. Cái hồi còn ở Việt Nam là đã bắt đầu, lúc mà tôi bỏ gia đình đi bộ đời từ năm tôi 13 tuổi á, là lúc đó còn nhỏ xíu à, đi kiếm ăn ở Sài Gòn đó, là đã được dạy dỗ những điều này rồi. Cho tới bây giờ thì mặc dù là qua đây làm có làm ăn, nhưng mà cái cách làm ăn mình khác thôi, nhưng mà vẫn giữ những cái truyền thống này. Do đó chuyện đó chịu thôi nha. Rồi à, trao trả Hồng Kông 597 có tránh được không nếu anh quyết định làm căn với Tàu? Có người nói nếu anh đừng vội công nhận Bắc Kinh thì tỏa đó trao trả Hồng Kông cho Đài Loan. Vấn đề ở chỗ này, lúc ký kết là dưới triều đại nhà Thanh, vậy thì cái chính danh của Mao Trạch Đông lúc mà cộng sản chiếm toàn bộ quyền của đất nước Trung Quốc, và cái chính danh của Trung Hoa Quốc dân đảng và Trung Hoa Dân Quốc, theo tôi thì cái câu nói của các bạn đúng, nếu trả thì phải trả về cho Trung Hoa Dân Quốc. Tại vì Trung Hoa Dân Quốc là một cái thể chế đã được người Trung Quốc chấp thuận sau cái cuộc cách mạng Tân Hợi lật đổ triều đại nhà Thanh. Họ tổ chức lại một cái hệ thống theo nền Cộng Hòa, đó là một cái chế độ hợp pháp so với Đảng Cộng sản Mao Trạch Đông chiếm quyền bằng bất hợp pháp, bằng bạo lực. Nếu chúng ta đào về cái đó thì rõ ràng là chủ nghĩa cộng sản cai trị bất hợp pháp trên lãnh thổ của Trung Quốc. Còn Trung Hoa Quốc Dân Đảng hay là Trung Hoa Dân Quốc thì họ là một chế độ hợp pháp, bởi vì họ được lập ra và được dân bầu, và người tổng thống đầu tiên của nền Trung Hoa Dân Quốc là ông Tôn Dược Tiên. Thì Tưởng Giới Thạch là người tiếp nối của cái thể chế này. Do đó nếu mà chúng ta nhìn một cách gọi là chính xác thì phải trả về cho Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải trả về cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà lúc đó quan niệm của anh là ai thống nhất, ai nắm quyền ở Trung Quốc thì trả về cho người đó, cho cái thể chế đó. Thì cho nên năm 84 mới ký kết cái bản thông cáo chung, và 97 trả Hồng Kông về. Trên nguyên tắc, nếu mà chúng ta nhìn lại cái dòng lịch sử của Trung Hoa thì chế độ Trung Hoa Dân Quốc mới là chế độ hợp pháp. Còn cái chủ nghĩa cộng sản cai trị bây giờ là bất hợp pháp. Thì có thể người Hồng Kông họ có thể khiếu nại điều này. Tức là người Hồng Kông nói nếu phải trao trả là phải trao trả cho Đài Loan, đúng không? Tại Đài Loan là một cái thể chế tiếp nối Trung Hoa Dân Quốc mà. Có điều bây giờ vấn đề ở chỗ là Đài Loan nói no, tôi không còn dính gì tới Trung Quốc hết, đây là cái đảo quốc riêng của chúng tôi. Thì đảo Đài Loan là một cái đảo quốc riêng không dính tới Trung Quốc, nhưng mà cái thể chế Trung Hoa Dân Quốc kéo ra đó lập quốc ở trên đó, cho nên nó lấn cấn nhiều cái trong ở trong vấn đề này nha. Rồi à, wow, à Nguyễn Xuân Vinh phải nhà khoa học gia NASA và tư lệnh không quân. Yes.
Ông vừa là nhà khoa học gia, vừa là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng và cũng là tư lệnh của không quân của Việt Nam Cộng Hòa. Và là người đóng góp trong cái việc mà giúp cho Hoa Kỳ đã lên tới mặt trăng. Thì tôi vừa nghe tin ông qua đời ngày hôm nay. Thì hy vọng là những bạn bè ở trên cái channel này có thể giúp tôi là đi verify dùm cái tin này nha. Rồi, muối là để thanh tẩy đó chú Phong. Phương Tây Đông đều dùng muối. No, tôi không biết muối hay không, nhưng tôi biết chắc chắn là cái phong tục mỗi quốc gia khác nhau. Người Tàu thì họ để một cái thau ở trước cửa nhà, họ đốt lên rồi phải bước qua cái thau đó. Người Đại Hàn thì họ bắt cái người đó xả xui bằng cách là nguyên một cái tàu hũ sống, phải ăn miếng tàu hũ sống đó để mà xả xui. Thì người Việt ở miền Nam là tắm lá bưởi để xả xui. Còn tôi không biết các vị nói muối là chỗ nào, tôi không nghĩ như vậy nha. Rồi, ok, mấy ông thầy tạo máy tính lại cá nhân mỗi người đe dọa. Quý vị có thể coi là máy tính, nhưng mà đối với tôi nó không phải là máy tính. Và nó đã được chứng minh, ít nhất là trường hợp của những kẻ mà đi viếng thăm lăng Hồ Chí Minh về đó, là từ bãi tới sủi đó. Quý vị nhớ Nguyễn Phương Hằng từng tới ghé lăng Hồ Chí Minh không? Thì bây giờ ngồi phủ đích vào tù ngồi đó. Trịnh Văn Quyết lúc mà bắt đầu lên thị trường chứng khoán FLC thì cũng tới viếng thăm lăng Hồ Chí Minh đó. Bây giờ từ bãi tới sủi đó. Cái đó là chứng minh cho quý vị thấy rồi nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Nếu chiến tranh Hoa Kỳ và Trung Quốc thì Hoàng Sa, Trường Sa Hoa Kỳ có quyền tấn công không, và luật quốc tế ra sao anh? Người miền Nam rất hy vọng có chiến tranh. Chưa biết được. Tùy theo cái khu vực này có những cái hành động đe dọa gì tới lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Nếu như là Hoàng Sa có những cái căn cứ quân sự của Trung Quốc thì Hoa Kỳ có quyền tấn công vào những khu vực đó. Và theo tôi biết thì Trung Quốc đã lắp đặt tất cả những hạ tầng cơ sở về quân sự ở trên Biển Đông, đặc biệt là ở Hoàng Sa và Trường Sa. Do đó, nếu như có xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ việc tấn công vào các vị trí quân sự. Cái đó là cái quy tắc thôi, còn trên thực tế chừng nào nó xảy ra thì mới biết đi nha. Rồi tiếp tục. Ok, người Mỹ nên đòi lại công trái phiếu mà nhà Thanh đã mượn xây dựng Trung Hoa. Thì thời điểm đó tôi đã nói với quý vị là cái nợ đó không là được vay với triều đại của nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc. Thì bây giờ chúng ta phải xem lại cái món nợ đó như thế nào. Mặc dù chúng ta đã thấy được những cái văn thư đó rồi. Đây được xem là một trong những cái đòn mà hồi xưa ông Trump đối đầu với Trung Quốc đó quý vị nha. Rồi, wow, khó mà đổ chảy được cây xuôi của Hồ Chí Minh. Ok, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được tôi được tới dự thính giáo sư về đường bay vũ trụ thập niên 70. Ông qua Mỹ khoảng 72. Phải già rồi không nhớ. Ok, đúng, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã lớn tuổi, nhưng mà ông là người đóng góp cho cái việc mà ngồi thiết kế và cùng với một số khoa học gia khác để mà làm cách nào để vẽ một cái hướng đường mà bay mà gần nhất mà không bị các cái thiên thạch nó tấn công. Càng không phải tấn công mà nó bay nó đụng mình á. Thì đó là một trong những cái mà giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã làm nha. Rồi, rồi lướt qua những cái khác. Ok, anh Phong có nghe nói về chuyện đi đám tang về là bỏ luôn quần áo trên người đem đốt không? Có một số nơi nói là như vậy, có một số nơi á giống như vợ tôi á thì bà bắt tôi á là phải thay đồ và đem những cái quần áo đó đi giặt ngay. Đó, thì có một số nơi họ đốt luôn, họ đi dự đám tang về họ đem quần áo đó họ đốt, còn không thì đem đi giặt lại. Thì mỗi lần mà tôi mà phải cực chẳng đã, những người quen không thể bỏ được đó, phải đi dự đám tang đó, là đầu tiên là tắm lá bưởi, quần áo là bà để qua một góc rồi bà đem đi bà đưa ra tiệm giặt liền tại chỗ. Thì đó là cái thói quen và cái truyền thống. Do đó quý vị đừng bao giờ đi viếng lăng mộ, đi viếng tang cả nha. Ok, cái đó là nếu quý vị là những người làm ăn. Ok, rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị có những câu chuyện rất là thú vị, và đừng quên
tuần tới những câu chuyện mà về lịch sử sẽ có cuộc nói chuyện của tôi với anh Phạm Trần Anh ở trên cái channel của Phượng Mai Official. Mong quý vị qua đó xem để biết thêm về những cái chi tiết phát hiện của anh liên quan tới cái bản đồ của Việt Nam, liên quan tới cái nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.